phá hoại xác La Châm. Đây là video cà khịa như mọi video khác của Bay. Đôi khi có ngôn ngữ gây căng thẳng, không phù hợp cho các bạn nhỏ. Hãy cân nhắc trước khi xem. Hello, xin chào các Fly. Tập này Bay sẽ kể về phần 1 của cuộc chiến Tanjiro, Ginyu và Thượng Tam Akaza. Đây chính là trận chiến thứ 3 với Thượng Quỷ khi mọi người bị Muyan cho tất cả rơi vào bên trong pháo đài vô cực. Ginyu và Tanjiro đang cùng nhau chạy trốn chết trong cái pháo đài. Biết là họ đang chạy đi tìm gã Muyan đang trọng thương một cách nhanh gọn lẹ nhất. Nhưng họ biết là mình sẽ gặp một con thượng huyền nào đó trên cái đường này. Chứ boss cuối mà dễ gặp vậy, ai mà đọc truyện nữa. Quái, sao mèo gặp được gã thượng huyền nào thế này? Lẽ nào tên Muyan còn xa đến như thế ư? Chạy muốn lòi cả bản họng luôn rồi. Liệu những người khác sẽ vẫn ổn chứ? Chị Shinobu ơi, chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ chiến thắng mà. Chà, như ở trận chiến Shinobu Duma trước kia bày kể, thì Shinobu trong phút cuối đời cũng chỉ nhớ về cái thằng Tanjiro này. Và trong những phút thế này, Tanjiro cũng chỉ nhớ đến Shinobu mà thôi, có lẽ nào. Có một kẻ vừa đấm cực mạnh vào sàn nhà. Lập tức đâm xuyên nhiều cái sàn, lao thẳng từ phía trên cao xuống. Tanjiro và Tomioka bỗng nhiên giật cả cửa mình vì cái chấn động đó nổ ra ngay trên đầu mà. Hiện tại họ chưa xác định được cái rung chấn đó ở đâu mà ra. Ê Ku, mọi thứ đang rung lắc kinh chưa kìa. Giyu-san ơi, dừng lại đi, hãy bình tĩnh lại, rung nhiều quá em chịu không nổi. Trời, không lẽ đang có một cuộc đánh nhau nào đó quanh đây, có một người nào đó đã chết ư? Cái suy nghĩ của Tanjiro này sai mất đằng đầu, nhưng nó quá hẻo ở đằng sau. Nói xui không phải chứ, chính là có một người đã chết rồi. Hắn ta ngay lập tức nhận ra là mình hơi sai lầm. Không phải, nó đang đến gần hơn. Ôi, cái mùi cơ thể này quen quá ta. Hình như là... Ồ, là ở trên chân nha. Tanjiro, đi ra chỗ khác, chú có đứng ngẩn ra đó là chết đấy. Tanjiro đang bằng ngửi mùi và phân tích trong khi Ginyu đã nhìn thấy vết nứt và chạy ra cực xa rồi. Chẳng cần phải có khả năng ngửi mùi chi cả. Một tên quỷ từ trên cao ào xuống gây chấn động vỡ vùng sàn nhà. Chấn động không khí mạnh tới mức tóc tai quần áo của Tanjiro bắn ngược ra cả đằng sau. Cũng may mắn sao là cậu kịp lùi ra sau một bước, nếu không là đã thúi hẻo tại đây rồi. Chà, đây chính là Akaza đây mà. Nhớ ngày nào Tanjiro chửi cho Akaza thấy má mà hắn đã không làm gì được do trời sáng. Đã vài thằng nhỏ còn lợi dụng cắm thẳng một thanh kiếm vào lưng hắn ta. Cay! Nếu không có mặt trời thì Tanjiro đã đi đời từ lâu rồi. Hiện tại Akaza có lợi thế đá sân nhà, lại còn ở bên trong pháo đài vô cực, chìm dưới lòng đất biết bao giờ cho sáng. Quả này thằng Tanjiro chết với bố mày. Akaza nói trong tức tối, gân xanh gân đỏ nổi đầy trên mặt. Ái chà, tao rất chi là bất ngờ khi thấy mày còn sống đấy thằng nhãi con. Mặc dù chú mày chỉ là một con gà chết yếu nhất. Kamado Tanjiro! Ô, thằng này ly. Akaza cay quá, lao vô với tốc độ ánh sáng. Ngay cả một trụ cột như Ginyu cũng không thể phản ứng gì, vì lúc nãy anh ta lỡ chạy trốn, quá là xa đi. Hỏa xa, điều nhảy của thần lửa. Ôi, không ngờ phản ứng của Tanjiro còn nhanh hơn của Akaza nữa. Hắn ta đã nhảy lên không trung và chém vào lưng tên quỷ. À không, là vào nách tên quỷ. Nếu đường cắt ngọt thì có thể cắt đứt cả cánh tay hắn ta. Mà liệu có đứt không nhỉ? Xưa kia cậu đã không thể cắt đứt cổ của một tên hàng ngũ gọn con, thì giờ đây liệu cậu có thể tổn hại đến một tên thượng huyền tam cao cấp không ta? Cố lên tao ơi, mình phải chiếm cục được hai cánh tay của hắn, nếu không thì sẽ méo có cơ hội nào để chặt đầu hắn cả. Tanjiro vặn hết sức mình để chặt cánh tay đó, máu hắn ta xịt ra. Thậm chí Tanjiro còn tự đưa mình vào trạng thái cuồng chiến với đôi mắt trắng giả, gân nổi đầy đầu và hai bên tròng mắt. Khuôn mặt của Ginyu rất bất ngờ, không thể tin được rằng Tanjiro lại có thể nhanh và mạnh đến như vậy. Akaza chỉ có một tí chút ngạc nhiên chứ không mấy bất ngờ hay sợ hãi. Hắn muốn xem thử cái thằng này có thể làm được trò giống gì không. Đòn đánh đã kết thúc. Bay kể cho các bạn hết một phút đồng hồ, nhưng trong truyện chỉ mới một cái nháy mắt trôi qua mà thôi. Tanjiro vẫn đang lơ lửng trên không trung, chưa bị trọng lực hút xuống mặt đất.
Akaza vẫn giữ nguyên thế đấm, chân còn đang trong đà chạy. Khi bay kể chuyện thì cả thế giới này như ngưng động lại. Máu từ tay Akaza đã phọt lên trời, chạy theo lằn kiếm của Tanjiro. Liệu đòn thế này có thành công như dự định hay không? Máu từ tay Akaza phun ra ao ạt, cánh tay hắn đã đứt lìa. Akaza nhìn cánh tay đó với ánh mắt hờ hững thản nhiên. Đứt cánh tay có vẻ chẳng là chuyện gì lớn với hắn cả. Nhưng đối với Tanjiro, nó lại là một vùng trời mơ mộng. Chà, đứt được tay là bay được đầu rồi chứ còn cái gì nữa. Mình chém được rồi các bạn ơi. Đã thế mình còn né được đòn của hắn. Sao mà mình giỏi thế chứ không biết. Giờ thì ngon lành ngay. Mình có thể solo 1-1 với hắn được luôn. Quả này vội quá, mình không thể nhắm vào đầu hắn được. Nhưng đợt tiếp theo thì... Trong khi Tanjiro còn đang tưởng tượng về cách giết Akaza làm sao cho đẹp mắt, thì hắn ta đã quay lưng chuẩn bị vả vô cái mỏ thằng này cho bớt ảo tưởng. Một đấm vô mỏ rất nhanh và bất ngờ, nhưng Tanjiro với ánh mắt thần sầu của mình đã nhìn thấy. Mồ hôi một kê chảy ra đầy mặt. Tuy gấp, chỉ còn 1/10 giây nữa là nát mặt rồi. Nhưng Tanjiro rất bình tĩnh để xử lý tình huống, nghĩ ra rằng thời điểm này xài chiêu nào là hợp lý hợp tình nhất. Thậm chí còn đọc hết câu thần chú khi cái nắm đấm chỉ còn cách má phải của mình 1mm. Ta nói nó ảo tông chảo. Điều múa của thần lửa, hủy nhật không. Akaza đã đấm hụt hoàn toàn. Nơi Tanjiro đứng chỉ còn lại một cái tàn lửa lơ lửng mà thôi. Lẽ nào đây chính là hỏa đồn thật của Shinobi làng lửa trong truyền thuyết. Khi nhìn tấm tổng quan này, bay cũng đã biết tại sao thằng Akaza đấm hụt rồi. Lẽ ra hắn nên đánh tầm gần, nhất cự ly nhì tốc độ, một đấm thẳng mặt là chẳng còn 1mm nào cho thằng Tanjiro nó né cả. Nhưng tên này lại thuộc dạng ngựa chúa làm màu, quay một vòng tròn như là compa khá là tốn thời gian, nên Tanjiro đã thấy từ đầu và né kịp lúc. Làm màu mà không hiệu quả, lại để con mồi trốn mất rồi. Akaza cảm thấy mình như một thằng chúa hề làm trò, lập tức giận dữ, gân xanh gân đỏ lại tiếp tục nổi đầy mặt rồi. Tanjiro đây rồi, từ trong ánh lửa, hắn ta đã tốc biến kịp ra phía sau lưng Akaza, hạ cánh cái bịch, quay mặt nhìn lại, mồ hôi mồ kê tóe loe đầy đầu. May quá, tí chết. Không để cho đối thủ làm cho bất ngờ nữa, hắn lập tức quay lưng ở trạng thái đề phòng, chuẩn bị tư thế tấn công tên thường quỷ ngay khi có cơ hội phù hợp. Ôi thôi, không xong rồi đại vương ơi. Kẻ không phản ứng kịp ở đây không phải là Tanjiro, mà chính là tên thường quỷ siêu tốc độ Akaza. Đợt này không gọi Tanjiro là đấng thì nó phí cả đi. Trong một tập trước, bay đã giới thiệu cho các bạn 16 loại hào quang nhân vật chính của Tanjiro. Vậy mà qua khoảng thời gian time skip, hắn ta đã nhanh hơn một thượng quỷ cấp cao. Nếu dồn tất cả hào quang trong một, thì Akaza làm gì có tuổi mà thắng được. Akaza đã bị Tanjiro chém mất tiêu nửa cái đầu. Cũng may là chưa đứt lìa, nếu không thì không thể hồi phục nhanh chóng được. Akaza quay lại, nhìn thằng nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên. Lần này không còn là tức giận nữa, mà là một thứ cảm giác khác hẳn. Ginyu đứng từ xa nhìn vào trong trận chiến, khen thằng bé vài câu khích lệ. Tanjiro, khả năng của em đã được cải thiện khá nhiều rồi đấy. Ginyu không hề nói rằng Tanjiro đã trở nên mạnh mẽ, mà chỉ dùng từ cải thiện. Điều đó chứng tỏ Tanjiro vẫn chưa đạt mức hoàn chỉnh mà anh ta mong muốn. Rõ ràng anh ta có thể nhanh và mạnh hơn thằng thượng tam này rất nhiều, vì sức mạnh của anh ta không trong vòng cải thiện nữa, mà là khá hoàn thiện rồi. Quả này tên quỷ mặt trăng đi đời với hai thằng mạnh như châu thế này là cái chắc. Một thằng rất mạnh và một thằng rất rất mạnh. Anh không đùa đâu, kỹ năng của em có thể nói là ngang với một trụ cột rồi đấy. Mặc dù đối thủ của em là Thượng Huyền Tam, nhưng em đã gây ra không ít vết thương cho hắn. Em có nhớ ngày xưa không? Cái ngày đó đó, cái ngày mà tuyết rơi dày đặc đó đó, ngày mà em bị tụt xuống cái hố sâu của sự tuyệt vọng. Anh thấy em quỳ mọc xuống dưới đất van xin khóc lóc không ngừng. Những gì em làm vào lúc đấy thật là năn nỉ ỉ ôi, xin xỏ cho anh đừng giết con em gái em. Chà, xúc động làm sao? Vừa là một thằng phế vật xong, vậy mà giờ đây em đã có thể chiến đấu. Anh ước sao cho cuộc sống, danh dự và nhân phẩm của em sẽ không bị cướp đi một lần nào nữa. Đừng trở nên nhục nhã như xưa kia em nhé. Cậu ấy không hề yếu hèn, đừng bao giờ coi thường người khác. Chà, bây giờ ta sẽ chấp nhận những lời mà gã Kyo Yuro đã nói về ngươi. Ngươi không phải là một kẻ kém cỏi cho lắm. Nếu ngươi muốn chơi kiểu người lớn, thì tao cung cấp khẩu phần người lớn cho mày luôn. Ngươi thích tư thế nào thì cứ ý kiến, ta hứa sẽ nhẹ tay. Tanjiro nghe mà mặt mày đầy căng thẳng, mím chặt môi của mình. Thì ra nãy giờ là giỡn chơi hả cha nội? Định chơi tư thế gì đây? Phá hoại sát, la châm. Wow,
Đây sự thật mới là sức mạnh thực sự của Akaza. Sáng giờ hắn ta chỉ giấu nghề để xem mấy thằng nhỏ gái cho to mà thôi. Đây chính là huyết quỷ thuật của hắn. Cái aura hỗ trợ phát ra ánh sáng màu xanh này không chỉ là bút đam tay, bút tóc đánh mà còn có thể xác định được sức mạnh của đối thủ, định vị vị trí, thậm chí còn tự kéo mình mạnh ngang với đối phương trước mặt, sau đó hạ gục hắn bằng võ công cao cường. Nghe quen không? Giống như các bạn đã từng biết, đừng bao giờ cãi nhau với mấy thằng ngu vì nó sẽ kéo bạn xuống bằng trình độ và hạ gục bạn bằng kinh nghiệm lâu năm. Nhưng Akaza thì không vậy, hắn không thèm xài chiêu này với mấy thằng ngu, mà chỉ dùng với những kẻ có vẻ mạnh để thể hiện thái độ tôn trọng con nhà võ của mình. Ok la, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào, trò vui chính thức bắt đầu. Ngay sau khi Akaza kích hoạt huyết quỷ thuật, hoa tuyết xanh dương bút đầy đủ hiệu ứng, thì Ginyu đã lao đầu vào đánh. Gặp thượng quỷ ngon ăn mà để cho thằng đệ Tanjiro ăn mất phần ngon thì lại mất mặt mình quá cơ. Con thượng quỷ này chắc cũng gà, nó toàn đánh hụt mà lại còn bị thằng Tan chém cho hạ nhát, trong khi nó mới chỉ là thằng lính quen, còn mình chính xác là trụ cột, ngon cơm ngay. Vô mày, hơi thở của nước, thức thứ ba, lưu lưu vũ. Kỹ năng này của Ginyu cho phép anh ta di chuyển như một dòng nước cuồn cuộn chảy, đi kèm với nó là các đòn kiếm vào đối thủ liên hồi không dứt. Chiêu thức này vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, trong phút chốc đã vờn Akaza như hằng nga vờn bướm bướm, khiến cho hắn ta đỡ đòn trong hứng thú, miệng cười tươi như được mùa chứ không đâm chiêu căng thẳng như lúc đánh với Tanjiro nữa. Đây chính là giờ giải trí giải lao sau một trận chiến căng thẳng với chú quỷ Tanjiro. Ngươi chính là thủy chủ sao? Hay ghê ta, tao năm nay 300 tuổi, phải 50 năm trôi qua rồi, ta mới được đấu với một kẻ có thực lực đấy, ta vui lắm. Phá hoại thức, loạn thức. Đây chính là chiêu thức mà Akaza đã đấm cho cựu viêm chủ Rengoku máu me đầy người, trọng thương nghiêm trọng. Dù cho là vậy, đó cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Các trụ cột hiện tại đều đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Thủy chủ liền dùng chính chiêu mà mình tự sáng tạo ra để đỡ. Hơi thở của nước, thức thứ 11, lặng. Kỹ năng này tạo ra một màn nước hư vô, như có như không, khiến cho mọi đấu khí từ các nắm đấm của Akaza phóng về phía Ginyu đều bị một thứ vô hình cắt làm đôi và tách ra khỏi người anh ta. Các nửa phần đấu khí này bay hết về phía sau ảnh, khiến cho Akaza cảm thấy bất ngờ thú vị, cười ngoác cả mồm. Ta chưa từng thấy cái thứ nào như cái chiêu này cả. Tên thủy chủ cuối cùng ta kết liễu, cũng có thấy sai luôn. Ai bày cho nhà ngươi đấy? Ginyu chưa kịp trả lời là làm gì có thằng nào đủ tuổi dạy cho anh, thì Tanjiro từ đâu lao tới, đòi gõ vào đầu thằng Akaza đang họ nhảm. Tuy nhiên, hắn ta nhờ vào la bàn nên đã có sẵn phản ứng từ trước đó, có lẽ sẽ đỡ được đòn của thằng này nhanh thôi. Mà Akaza gà ấy chứ, cứ đỡ vũ khí làm cái gì, lao vô ôm chặt thằng nhỏ rồi cứ thế mà thọt thôi. Mình được cái lời phục hồi không sợ bị thương, còn sát quỷ nhân chắc chắn chỉ có một đi không trở lại rồi. Nhưng với cái tinh thần võ hiệp, hắn ta ưng dùng võ công để đánh một cách thường võ hơn. Điều múa của hỏa thần, liếc nhất không kính. Hai nhát kiếm lưỡi siêu cấp có thể chặt cái đầu của Akaza ra làm 4 khúc. Tuy nhiên, vị trí lẽ ra nên là hắn chỉ còn là một cái bóng mờ. Ôi, đờ mờ, hắn đã biến mất rồi. Là phía sau mình ư? Tanjiro lập tức nhận thức được cái tay của Akaza kề cận cái cổ của mình, còn 1cm nữa là đứt cổ, và tốc độ của Akaza đã nhanh hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Lần này Tanjiro chắc chắn sẽ chết ư? Ồ không, dù cho Akaza có nhanh thêm 1000 lần nữa, hắn cũng không có đủ quyền năng để giết nhân vật chính. Tanjiro vừa cảm nhận được cái tay sát cái cổ, lập tức mồ hôi đầy mặt, đóc cấu thần chủ lúc nãy khi thoát được một đấm đánh lén đó. Điều múa của hỏa thần, hủy nhật. Không kịp đọc chữ hồng luôn, cậu ta đã thoát được bàn tay của thằng chết đó rồi. Vậy thì cần quá gì phải trốn nữa. Akaza đã hở nách rồi kìa, nách không hề có lông nha. Hơi thở của nước, thức thứ hai, thủy xa. Một bánh xe nước phát ra từ kiếm khí chặt rớt tay Akaza, nhưng không phải là của Tanjiro. Tanjiro chuyển hệ sang múa lửa rồi, chiêu nước này chắc hẳn là của Ginyu. Lúc nãy đang đánh nhau dở, hắn ta đang đứng chuẩn bị khoe khoang về tuyệt chiêu của mình, thì hai thằng mặc quần áo ra đánh nhau, thật không biết tôn trọng người khác gì cả. Rảnh không có gì làm, hắn nghiên cứu góc đẹp, dùng tuyệt chiêu chặt đứt tay Akaza, trong khi gã ta đang trong đà ra skill không thể dừng lại được. Nhưng việc đứt tay đứt chân đối với Akaza chỉ là chờ con ruồi.
hắn ta lập tức phục hồi chỉ trong một giây duy nhất, môi vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Ryu cay quá vì đòn này vô dụng, anh ta lập tức quay lại dùng hàng đóng chiêu tổng hợp đập vào người Akaza, nước từ đâu tuôn ra tung tóe, xộc thẳng vào mồm và mũi thằng này. Tanjiro thấy hai thằng đánh nhau, thấy ngon ăn nên định giơ kiếm ra thọc chân Akaza. Việc có lẽ đã thành nếu Tanjiro âm thầm mà chặt, nhưng mà hắn lại thích đọc tên skill như một thói quen, làm cho Akaza nghe được. Điều muốn hỏa thần, viêm vũ! Quang tiên cát, phá hoại sát, cước thức! Akaza khá là ăn gian luôn, hắn ta chơi skill đá vào lõi vào một thằng nhỏ trước, rồi mới đọc tên kỹ năng, khiến cho Tanjiro không đỡ kịp. May mắn thay, đang lúc chém nên mũi kiếm đã đỡ được đòn cho Tanjiro rồi. Haha, mình đã chặn được nó bằng lưỡi kiếm của mình. Tanjiro đã xịt máu mũi vì tội coi thường người khác, hắn ta té cái bịch xuống đất. May mắn thay, Thủy Chủ vẫn còn tấn công Akaza ở phía trước đỡ đòn cho hắn ta. Chủ bé Tan hiện đang rất căng thẳng, móng mũi tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Trong khi đó, Akaza vẫn miệt mài chiến đấu với Ginyu. Anh ta thích chiến đấu với Ginyu lắm, có cái gì đó ở Ginyu đã hấp dẫn anh rất là nhiều. Cách di chuyển của nhà ngươi thật tao nhã làm sao, cả những đường kiếm kia nữa kìa, trông nó thiệt là tinh xảo nha. Hãy cho ta biết danh tính của ngươi đi mà, ngươi là ai nhỉ, ta muốn mãi mãi tự nhớ về ngươi. Ta không muốn cho một con quỷ biến thái như ngươi biết tên của ta. Tên của người ta không phải muốn hỏa là có đâu. Ngươi kỳ quá nha. Mà người ta rất là ghét nói chuyện đó. Đánh thì lo đánh đi, đừng có hỏi nhiều, đừng cố bắt chuyện với ta nữa. Ta chẳng bao giờ nói cho ngươi biết ta tên là Ginyu đâu. Yeah, ngươi ghét nói chuyện lắm á hả? Nhưng ta thích lắm, ta sẽ hỏi hoài hỏi mãi mà thôi, cho đến lúc nào ngươi chịu xưng tên mới dừng. Phá hoại sát, cước pháp. Không ngờ Akaza là một con quỷ nhơi đến như vậy. Hắn đã phiền Ginyu quá nhiều, còn muốn đạp vào mồm anh ta. Không đơn giản là một đòn từ con quỷ cực mạnh này, dù chỉ với một cước đã khiến cho Ginyu dùng gân tay gân cổ lên đỡ lấy. Khi sắp tới hàng, Akaza còn bồi thêm hàng chục cú đá liên tiếp nữa. Lưu thiểm quần quang, 4 cú đá liên tục mang theo đấu khí mạnh mẽ đã thổi bay Ginyu. Anh ta bị bay dội qua khá nhiều bức tường sau lưng mình, có ít nhất là 3 bức vách đã bị phá vỡ. Anh Ginyu! Khiến cho Tanjiro la lên hoảng hốt, nhưng có lẽ hắn nên lo cho cái mạng của mình thì hơn. Ở lại đây chỉ có hai chúng ta, nói ra đi, tên của kẻ kia là gì? À mà ta mới nghe ra rồi, hắn tên là Ginyu à. Chết mày nè con. Nhưng Tanjiro đã né được đòn, cả hai đều dùng chiêu thức cực mạnh của mình để chống lại đối phương ngay lúc này đây. Điều múa của thần lửa, trước cốt viên dương, phá hoại sát, quỷ tâm bát trùng tâm. Tám cú đấm đấu khí liên tục của Akaza đấm hai vòng xoáy lửa khổng lồ của Tanjiro, tưởng chừng hai thức mạnh ngang nhau, nhưng lực tay vật lý của Akaza lại quá mạnh, nó va vào kiếm tạo chấn động làm cho Tanjiro tê dại hết cả cái tay. Dư chấn còn lại đẩy cậu ta lướt lùi lực chạm mạnh vào bức tường. Akaza vẫn đứng từ xa cười nói duyên dáng. À, di chuyển khá đó cưng à, có vẻ như cưng đã luyện tập rất nhiều kể từ lúc đó đấy nhỉ. Đấy là nhận xét cảm quan của Akaza, mà hắn không hề biết Tanjiro đã mọc ấn bút tiềm năng trên trán của mình. Hắn vẫn cứ tiếp tục nói cho qua tháng đoạn ngày dài, mà không cần biết hai thằng kia có hồi phục lại hay không. Ta có lời khen ngợi nhà ngươi, nhưng vào cái thời điểm lần đầu ta gặp nhau ấy, gã Kyojuro đã làm nên một điều hết sức là tuyệt vời luôn. Còn thằng nhã nhà ngươi thì chẳng làm được gì, chỉ có yếu ớt bò lăn ra đất, hết sức vô dụng. Đến khi trời sáng thì tranh thủ chạy ra mà gãy mà thôi. Nhưng nhờ vào cái lòng tốt bao la của ta, hãy nhìn ngươi bây giờ xem nào, ngươi đã tiến bộ đến mức ta phải ngỡ ngàng. Ta cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc làm sao sao ấy. Tim ta còn đang đập thình thịch đây này. Tanjiro vẫn thở phì phào mệt mỏi, mồ hôi đầy đầu, đứng dựa vào tường mà nghe gã Akaza sỉ nhục bản thân mình. Ta thật sự vui mừng vì Kyojuro đã chết vào cái đêm hôm đó. Lúc mà ta gặp hắn ấy, hắn đã không thể mạnh thêm được nữa. Trong hắn vẫn giữ cái ý định ngu ngốc mong muốn được làm con người cơ. Hey hey. Đấy là Akaza chưa hề biết vẫn diệt quỷ, lưỡi kiếm hóa đỏ cùng bản năng vô cực thế giới hư vô mà tác giả bút cho mọi người sau này đấy thôi. Akaza chỉ là đồ ít ngồi đại diện. Rengoku mà luyện được full mấy thứ đó thì hắn ta chả tuổi gì mà đòi chơi cùng. Hiện tại Tanjiro nhìn Akaza với con mắt thất thần. Cậu nhớ về Rengoku cùng với cha cậu ấy, nỗi tức giận căm trào trong cậu, khuôn mặt trông khá đáng sợ. Mẹ mày, mày nghĩ mày là ai? Đột cái thứ dẻ rách, quân phố làng, cấm cái mồm lại ngay còn kịp. Mày nghĩ mày đủ tư cách để nhắc lên anh Rengoku sao? Ôi, sao thế? Ta khen cả lò nhà ngươi kia mà, cả ngươi và cả Kyojuro ấy. Không, ta đủ thông minh để hiểu.
Thật ra ngươi đang sỉ nhục anh ấy đúng không nào? Ta nghe chẳng thấy giống khen gì cả. Ngươi là cái thể loại chim đi nói xấu sau lưng người khác sau khi đối đầu đúng không? Đồ tiểu nhân bị ổi. Tanjiro đã dùng thuật ngụy biện vơ đũa cả nắm. Akaya mới nói có một người duy nhất mà vội vơ thành loại người chuyên gia đi nói xấu rồi. Nhưng Akaya cũng đang lúc vui vẻ, hắn chẳng thèm chấp mặt. Nè, có lẽ cưng đã hiểu lầm vài thứ rồi đó Tanjiro. Ta chỉ ghét những kẻ yếu đuối và ta chỉ khinh thường những kẻ yếu đuối thôi mà. Nhưng khuôn mặt tự nhiên là trở nên nghiêm túc. Đúng vậy đó, ta khinh thường sự yếu đuối, nó khiến cho ta mắc ói à. Quy luật tự nhiên quyết định rằng chúng sẽ chết mà thôi. Ba đời Tanjiro không hề làm giáo viên, nhưng đến đời cậu ấy thì đi dạy đời. Sai bét bèn bẹt, ngươi đã nói sai hết rồi Akaya. Và sự hiện diện của ngươi hôm nay chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Những đứa trẻ mới sinh tất nhiên luôn yếu hơn mọi người khác. Chúng cần người khác giúp đỡ, bảo vệ chăm sóc mới có thể tồn tại và lớn lên. Ngươi cũng vậy đó Akaya. Có lẽ ngươi đã không còn nhớ, nhưng lúc ngươi chỉ là một thằng em bé, đã có một ai đã giúp đỡ và bảo vệ cho ngươi. Đó là lý do mà ngươi được tồn tại cho đến bây giờ đấy thầy. Kẻ mạnh sẽ đứng ra bảo vệ cho kẻ yếu hơn. Những kẻ yếu từ đó sẽ trở nên mạnh hơn, và họ sẽ quay lại bảo vệ những người yêu thương họ. Đó mới chính là quy luật của tự nhiên. Mày thấy tao nói có đúng không? Đúng thì vỗ tay. Akaya, cách suy nghĩ lệch lạc của ngươi không thể nào dung thứ được. Ta sẽ không để cho ngươi mở mồm ra nói những điều như thế một lần nào nữa. Mang đạo lý của Tanjiro rất dài, nghe vô lý nhưng lại khá thuyết phục. Akaya khuôn mặt lạnh dần, đôi tay nắm chặt gần nổi đầy. Nhất định phải cho cái thằng lõi con nói nhiều này một bài học để đời. Echo. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Akaya từ đằng sau lưng. Tanjiro sau màn nói đạo lý thì đứng thất thần. Hắn ta vừa sợ vừa sướng, cảm giác rất hưng phấn khi đối đầu với kẻ mạnh. Chơi game thì còn chấp nhận được, nhưng đây là mạng sống kia mà. Cơ mà một con quỷ hạng 3, làm sao mà xóa mờ được hào quang của con cưng chứ? Mình hiểu tại sao bản năng của mình không thể chấp nhận được cái kẻ trước mặt rồi. Đối đầu với một kẻ quá mạnh đến như vậy, mang cho mình một cảm giác không an toàn như là tới tháng vậy. Một cảm giác khiến mình rất lo lắng, khó chịu. Như thể mà có thằng nào đem cái đồ kim loại gạt xước miếng kính, nghe rất chói tai vậy. Sự bất an này khiến cho ta muốn đập nát tất cả. Phía bên kia Akaya cũng không phải là dạng vừa. Hắn ta cũng đang suy nghĩ một mớ đạo lý ở trong đầu, chẳng thua gì Tanjiro. Đây là một cuộc đấu võ nội tâm, thật là căng thẳng. Chà, có lẽ mình đã hiểu lầm một vài thứ từ đầu. Ban đầu mình thấy khó chịu vì nghĩ rằng thằng gà chết này cùi bắp. Nhưng bây giờ cái cảm giác khó chịu đó vẫn mẹ biến mất, dù nó đã trở nên mạnh hơn hẳn. Hay là có điềm chi ta? Tất cả mọi thứ của nó, từ ánh mắt, giọng nói và cả ngôn từ, nó như một cái rìu bé ngọn, chặt đứt hết những sợi xích ràng buộc tâm trí mình. Bỗng nhiên Akaya cảm thấy có một người đặt tay lên vai của mình và nói những lời đạo lý dạy đời khác. Từ lúc bắt đầu, tất cả mọi người chỉ là những đứa trẻ yếu ớt. Họ đều nhờ người khác support. Từ đó họ đã lớn lên và nhớ dần nhiều thứ. Nhưng con đừng so sánh bản thân mình với những đứa khác. Kẻ thù chuyên kiếp mà con phải đối mặt chỉ có thể là chính bản thân con mà thôi. Điều quan trọng là con phải mạnh hơn bản thân con của ngày hôm qua. Con sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu con tiếp tục tập luyện thêm 10 năm, 20 năm sau nữa. Chừng nào già chết thì dần. Và lần tới, chính con sẽ đứng ra bảo vệ cho những kẻ yếu hơn mình. Nói nhiều! Akaya lập tức gạt tay người đàn ông kia và tấn công bất ngờ về sau. Nhưng đó chỉ là một cái bóng tưởng tượng khiến hắn đấm hụt vào không khí. Người đàn ông này có lẽ là một kẻ gây ảnh hưởng lớn lên quá khứ của Akaya, như là cha hắn, ông nội hắn, ông cố nội hắn, thầy hoặc là một kẻ nói đạo lý mà hắn từng giết chẳng hạn. Cái hành động hớ hên này đã vô tình lọt vào ánh mắt của Tanjiro, khiến cậu ta giật cả mình. Với bộ não trí tuệ nhân tạo phân tích siêu máy tính, cậu chỉ cần tốn nửa giây suy nghĩ để nắm bắt phân tích vấn đề, nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì hết. Hả? Tại sao hắn lại quơ tay vô không khí vậy? Bị ngẩn à? Akaya thì khá là nhục, tự nhiên tưởng tượng ra cái gì rồi đấm vào không khí. Ở một mình thì không sao, đằng này lại có một thằng đứng chứng kiến. Nhục quá trời quá đất, thằng này là phải giết, phải giết! Tanjiro, mi quả thật là đáng ghét, ta thấy người chướng mắt lắm đấy! Phá hoại xác, toái thức! Đây là một chiêu thức rất mạnh. Akaya bất ngờ bay đến áp sát đối thủ, đấm một cú mạnh mẽ từ trên xuống. Đấu khí toát ra cực mạnh, dư chấn còn có thể phá hoại cả mạng lớn sàn nhà dưới chân.
Tanjiro may mắn nhảy lên kịp lúc, dư chấn cho không khí này, nó lại thổi bay cầu tay dội về phía bức tường sau lưng. Dù Akaza đấm lén bất ngờ, với tốc độ nhanh như ánh chớp đến như vậy, cũng không thể nhanh bằng Tanjiro. Có thể nói luôn là viêm trụ sư kia không thể mạnh bằng Tanjiro trong thời điểm hiện tại, trong khi Tanjiro còn chưa thể lên trụ. Liệu gã viêm trụ sư kia có phải là con ông cháu cha nhét vào? Tanjiro chưa kịp định hình mình bay tới đâu thì Akaza đã hiện ra trước mặt cậu ta rồi. Chỉ kịp suy nghĩ từ phía dưới thì hắn ta đã tung ra cú đá của mình. Phá hoại sát, cước thức, phi du tinh thiên luân. Akaza tung ra một cú đá cực mạnh, các đấu khí cô đặc thành những luồng xoáy luân luân lưu chuyển, hợp sức tấn công vào Tanjiro. Tuy nhiên, bày đoán khá chắc là Tanjiro cũng đã đỡ được đòn này, và kiếm của cậu cũng không thể bị gãy dễ dàng như trong các cung truyện trước. Dù cho là vậy, lực đá quá mạnh truyền vào kiếm lại dồn vào cơ thể khiến cậu bị nội thương, lôn ra máu. Dù trong tình trạng ói máu, nhưng cậu vẫn có thể né được cú đấm tiếp theo của Akaza. Dù cho là né được hết trơn, nhưng Tanjiro vẫn rất là khiêm nhường khi nói được những lời tiếp theo. Chà, ngay cả khi mình dự đoán được chuyển động của hắn và chặn đòn, nhưng hắn quá mạnh, mình không thể tránh được. Những kỹ thuật của hắn ta quá ư là điêu luyện, chúng xuyên qua kẽ hở một cách chính xác như một cái la bàn vậy. Và những đòn tấn công nhắm vào yếu điểm của mình, thậm chí còn hút cơ thể mình vào như một cái nam châm vậy. Làm sao? Thế thì phải làm sao? Có thứ gì tạo nên cái lực hút mạnh đến như vậy nhỉ? Tuy nhiên bay nghĩ đó chỉ là loại khiêm tốn thôi. Tanjiro bỗng bật bút ký ức, hiện ra các mảng ký ức xưa cũ về trận chiến trước kia của Akaza. Mà các bạn đã biết skill ký ức bá đạo rồi đấy, suy nghĩ và nhớ lại nào. Nếu mình cố gắng, mình có thể tìm ra được gì đó nhờ vào lời nói và những chuyển động của hắn ta từ trước đến giờ. Lại một cước siêu nhanh của Akaza, được tung ra với lực hút cực mạnh, nhưng chẳng là gì với Tanjiro cả. Cậu ta né được tất, thậm chí còn ra chiêu phản công tên thượng huyền. Điều múa của thần lửa, phi luân dương viêm. Một cú chém thẳng băng về phía Akaza. Hay, tầm thường, hắn ta chỉ cần lách nhẹ cái đầu là né được chiêu đó. Nào có ngờ đâu, thanh kiếm bỗng cong vẹo uốn éo như là ảo ảnh, khiến cho Akaza tránh xa khỏi cái lưỡi kiếm đó cho chắc luôn. Thằng nhãi này, múa may thế, tuổi gì với anh? Nhưng có ngờ đâu, cách xa 3 mét và hắn ta vẫn bị xịt máu ở cổ ra một đoạn dài. Dù hồi phục ngay lập tức mà nó vẫn tức cái mình. Lao vô Tanjiro vừa đấm vừa khóc, vừa đấm vừa tám dốc. Kỹ thuật gì mà nó mắc cười vậy mày? Nó vẫn giết kịp ta, trong khi ta vẫn có thể khẳng định là né được nó luôn. Ngươi đã vung kiếm như thế nào vậy? Bày cho ta với. Khi mũi kiếm được vung lên, ta như bị lạc trong cái làn sương mù vậy. Thật hấp dẫn làm sao. Cứ như vậy bọn họ tiếp tục đánh nhau hơn 300 hiệp. Có một con quạ đưa thư rung rẩy bên ngoài, cốc dám tiến vào trong, sợ muốn chết hà. Trên chân nó có mang theo lá thư của thằng em viêm trụ. Tanjiro không chỉ né được rất nhiều đòn của tên thường táp, mà lại còn phản công tình quỷ khá nhiều. Thể lực của cậu có thể coi như là vô hạn, như là của quỷ vậy. À không, quỷ không tuổi gì với cậu cả, vì thể lực của cậu mãi mà không cạn, mà càng lúc lại càng mạnh thêm. Điều múa của hỏa thần, viêm vũ. Một chặt cực mạnh xuống đầu Akaza. Nhưng Akaza không phải là Akaza của ngày hôm qua nữa, là Akaza của hiện tại. Ngu gì mà né cho kiếm nó dí. Anh ta nhanh trí chụp luôn thanh kiếm này, khiến cho Tanjiro đứng hình. Thôi chết vẹo rồi, hắn ta đã chặn được ư? Nhưng dù cho da thịt của Akaza có cứng như sắt, cứng như thép, cứng như kim cương, thì cũng không có gì có thể chống lại cái đầu của Tanjiro. Ôi giời ơi, một cú hút vô cùng mạnh, máu mũi của thường quỷ Akaza xịt hết cả ra ngoài. Cái đầu này mà đi hút lũ quỷ thường thì cần quá như phải đúc nhật lân kiếm được phải không các bạn? Cứ hút chết hết đi là được, ngay cả thường quỷ còn không chịu nổi mà. Akaza đau đớn, tức giận gần nổi đầy mặt, nụ cười dần trở nên độc ác. Thiết đầu công hả mày, cỡ mày tao đá cho một phát chết tươi. Chết mày nè con. Tanjiro có nghe gì đâu, hắn cần rút cây kiếm ra để chém đầu tên quỷ. Mà hắn cũng có chân chứ đâu có què đâu. Dù cho là vậy, tay của Akaza vẫn rất là bền chắc, chẳng chịu bỏ ra. Phấn loạn, hắn ta méo chịu nhả cái kiếm của mình ra. Tuy nhiên, một dòng nước đã chảy ngang qua tay Akaza, khiến cho hai bàn tay hắn rớt hẳn ra ngoài. Tanjiro bỗng nhiên mất đà, té cái bẹt xuống đất. Là ai? Là ai mà có tốc độ nhanh như bàn thờ, khiến cho cả Akaza và Tanjiro không kịp nhận thức vậy? Ôi, còn ai xài hơi thở nước quanh xóm này, ngoài Ginyu chứ? Ginyu-san! Tao giận lắm, tao giận thật sự Akaza à. Cái vết thương lúc nãy đã âm ỉ trên lưng tao. Mi cũng không phải là cái đồ cùi bắp lắm, khi đã có khả năng đẩy tao văng xa đến tận đó, thượng huyền ta mà.
Chà, Ginyu đã thực sự giận rồi. Thì ra từ sáng đến giờ anh chỉ giỡn mà thôi. Giống như là lúc Akaza đùa với Tanjiro vậy. Có lẽ nào Tanjiro thực sự là kẻ yếu nhất trong số 3 thằng như Ginyu đã xuất hiện. Với sức mạnh của sự tức giận, liệu anh ta có đánh Akaza ra bả? Tinh thần sẵn sàng chiến đấu của anh ta đang căng tràn trên đầu lưỡi kiếm, sẵn sàng thọc bất cứ kẻ nào lão lông. Nhưng trước khi chiến đấu, chúng ta dừng nghỉ một chút để cho các nhân vật bắt đầu màn đạo lý của mình. Đánh nhau thì 2 phút là xong, chứ đạo lý thì phải 30 phút. Dù gì những màn đạo lý này cũng rất gì và này nọ. Ginyu bắt đầu nói ra những thứ sức mạnh mà anh ta đã giấu giếm từ xưa đến giờ. Tôi chẳng bao giờ muốn sử dụng những kỹ năng của mình ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Tôi cũng chẳng bao giờ muốn đấu với những kẻ điên khùng thích đập phá mọi thứ chỉ để thỏa mãn niềm vui của bọn chúng. Lần đầu tiên tôi gặp một kẻ mạnh quá mức quá thể, đến mức làm choáng ngợp tâm trí của tôi. Tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng hắn ta đã trau chuốt các giác quan và rèn luyện thể lực nhiều đến mức như thế nào. Hay à, cũng nhờ như vậy nên các giác quan từng bị tê liệt của tôi đã thức giấc mất rồi. Mà cái sức mạnh đó đã kéo hết mọi sự chú ý đến cái khuôn mặt của kẻ mạnh mẽ kia đang chìm vào sự giận dữ đến tột độ. Đến cái nơi được gọi là tận cùng của cuộc chiến sinh tử. Vấn đề là bây giờ thì tôi sẽ dùng được bao nhiêu phần trăm của khả năng thực sự của bản thân. Nếu không những người đang coi cái video này lại nghĩ là tôi yếu mất. Tôi biết điều đó chứ. Ôi, may mà Akaza nói hiền. Hắn kiên nhẫn chờ thằng này đạo lý suốt 30 phút đồng hồ. Nó còn nhây hơn là cái lũ siêu nhân múa may biến hình nữa. Chứ phải bay hắn ta đạo lý được nửa câu là vô tán cho gãy răng rồi, chứ đứng đó mà nói nhiều. Ginyu-san, Tanjiro nói mà mồ hôi đầy mặt. Chắc hắn cũng hết kiên nhẫn rồi. Đúng là sự mạnh mẽ tăng gấp bội. Không phải vì Ginyu giấu nghề, mà là anh ta hôm nay mới được mọc lên ấn diệt quỷ trên mặt. Thứ mà Tanjiro đã có từ rất lâu về trước. Thứ này không phải là sức mạnh anh cất, mà nó hiện ra lúc anh giận dữ nhất, để bút thêm rất nhiều sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt. Cái giá phải trả là không sống được quá 25 tuổi. Có lẽ anh ta chỉ sống thêm được 1-2 năm nữa thôi, nếu đêm nay may mắn không chết. Anh ta suy nghĩ xong, lập tức lao vào chém Akaza liền luôn. Hắn ta lập tức né được đòn chém của thủy trụ, còn đấm ngược lại được một cái. Thủy trụ cũng không vừa, anh ta lập tức cúi xuống né phát được luôn, vung tay một kiếm từ dưới lên trên nhắm thẳng vào cổ tên quỷ. Một xoáy nước cực mạnh phóng ra cực nhanh từ phía thủy trụ, khiến cho Akaza dù có né kịp cũng bị đứt cái cổ. Thiệt là tội cho cái cần cổ này, nãy giờ nó đã bị đứt không ít lần đấy. Hắn lập tức nhảy lồn cù mèo Santo, tránh về phía sau một đoạn. Ấn sắc quỷ của hắn ta đã xuất hiện và tốc độ của hắn nhanh bà cố luôn. Chỉ vừa mới suy nghĩ thôi mà khuôn mặt của Ginyu đã sát rạc với khuôn mặt của Akaza rồi. Quả này ăn mất ăn đầu dùi rồi. Hơi thở của nước, thức thứ 4, đã chiều. Ginyu đã dùng những đường kiếm linh hoạt như dòng nước chém về mọi phía của tên quỷ. Nhưng mà hắn ta cũng rất nhanh tay, vung lên đỡ được hết trơn. Kết quả là đứt tay. Chơi gieo lắm có ngày đứt tay, mà đáng đời chưa. Tuy nhiên hắn ta cũng kịp đấm cho Ginyu xịt máu đầu. Tanjiro đứng ở khán đài, đưa ra những lời nhận xét rất khách quan. Nhanh quá, cả hai thằng này đều nhanh. Nhưng khi anh Ginyu tăng tốc lên bao nhiêu, thì gã Akaza cũng lập tức tăng tốc lên y hệt luôn á. Nhưng nếu trận này kéo dài quá lâu thì anh ấy sụi mất. Con người không hề có thể lực vô hạn như quỷ. Mục tiêu chính của chúng ta là tiêu diệt Muyan. Chúng ta không thể tốn cả đêm quý giá này để đấu với mỗi thằng Akaza nhả nhép được. Nếu không nhanh lên nữa thì Kotamayo sẽ... Nhanh lên nào bản thân tao ơi. Mày phải dùng được sức mạnh của tình yêu đứng dậy và hạ gục hắn đi nào. Nhanh lên mày ơi, nếu không bạn bè mày sẽ chết sạch đấy. Mọi người sẽ... Tanjiro đang bị tê liệt nặng. Cậu thậm chí không thể nhúc nhích vì đã hao sạch sẽ thể lực rồi. Bàn tay cậu run rẩy trong bất lực. Nhưng không sao đâu, cậu còn đếm 16 loại hào quang nhân vật chính chưa xài hết kia mà. Bình tĩnh nào, hãy suy nghĩ và đừng hoảng loạn nữa. Tập trung mà suy nghĩ đi mày. Tại sao những đòn tấn công của Akaza lại chính xác đến như vậy và luôn có một lực hút nào đó giống như là nam châm? Tại sao hắn ta có thể phản ứng kịp thời với những đòn tấn công từ phía sau hoặc vào điểm mù của hắn? Tanjiro lo nghĩ về những thứ mà Akaza làm được, mà quên mất những thứ đó mình cũng có thể làm được. Sáng giờ Akaza có đánh lén thì Tanjiro cứu nào từ phía sau đâu. Cậu bỗng nhớ về những thứ mà hắn nói xưa kia trong trận với Rengoku. Ngươi đã trau chuốt tinh thần chiến đấu của bản thân mình và ngươi đang tiến dần đến được lãnh thổ cao nhất. Tanjiro như ngộ ra được điều gì đó.
Akaya đã từng nói về tinh thần chiến đấu trong trận chiến với anh Rengoku trước đó. Mà tinh thần chiến đấu là sao nhỉ? Rốt cuộc thì Akaya đã hiểu ra được những gì từ tinh thần chiến đấu này? Nó có giống cách mình hửi ra mùi hương của bạn ba không nhỉ? Nó chỉ cảnh báo vào khu vực mà kẻ thù đang nhắm đến thôi, thằng mặt quần. Cái gì? Sao lại có đầu heo ở đây? Và nó nói gì thế kia? Thì ra Tanjiro đang nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Inosuke trong lúc điều trị trước kia. Thằng heo này đã nói ra một bí mật mà đến tận bây giờ mới được unlock. Vì vậy mà cậu có thể cảm nhận được cuộc tấn công của Ryotaro phải không Inosuke? Điều đó thiệt là tuyệt vời. Nhất là khi bị đâm lén hay gì đó tương tự, cậu sẽ nhanh chóng nhận ra nhỉ? Mà sau tất cả thì da của ta vẫn dày hơn của người bình thường nhiều. Đó chả là vấn đề gì khi bị tấn công từ phía sau cả. Mà nếu như á, có ai nhìn vào lưng của ta nè, ta có thể chỉ chính xác là họ đã nhìn vào chỗ quần xịp nào luôn đó nha. Cho tôi thử xem có xào quần không nào. Ok luôn. Vậy là Tanjiro thử nhìn chằm chằm vào một điểm trên lưng của Inosuke và lẩm bẩm trong đầu. Đi chết đi thằng khốn, thằng mặt quần, thằng đầu heo. Ngươi nhìn vào cái xương sườn thứ năm của ta chứ gì? Đâu, chuẩn không cần chỉnh luôn bay. Ngay cả là con dơi thì ta cũng biết nó nhìn vào đâu của ta đấy. Nhất là khi chúng nhìn với ý định hút máu ta. Nhưng nếu trong người ngươi bị thương thì ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đó. Nếu có ai đó muốn giết ta thì cơ thể sẽ có cảnh báo và lúc đó sẽ bị đau nhói cả người luôn. Đúng rồi, Inosuke có cảm giác nhạy bén nhờ làn da của hắn ta. Nó giúp hắn có thể nắm bắt tình hình mà méo cần tận mắt nhìn thấy. Và khi chúng ta đang nói về việc ấy thì... Nhưng nếu kẻ ấy làm điều ngược lại và không có định giết ta thì thiệt là khó để phát hiện ra mà. Lúc đó kỹ năng đỉnh cao của ta như là cái thứ phế vật vậy. Nhất là cái bà già đó, ta thực sự sợ hãi cái bà già trong căn nhà hoa tự đăng hồi đó rồi đấy. Bà cứ ngồi lì phía sau lưng ta với cái đống cơm nắm trên tay. Mà cả 50 năm sau ta mới thấy bà ta. Sợ vãi. Đừng mất lịch sự thế chứ. Đừng gọi bà ấy là bà già chứ. Cậu thử gọi là lão ba ba coi. Yeah, ta còn thấy gớm hơn. Vì vậy ta đã nghĩ ra một kế sách rất là hay. Ta sẽ tiến sát lại kẻ thù và không có một chút sát khí nào cả. Và hắn sẽ không thể nào nhận ra ta. Và từ giờ ấy, không có ai mà Inosuke này không thể giết. Ta chính là thiên tài mà. Chà, nhưng bà ấy đâu có ý định làm hại cậu đâu mà. Phải không Inosuke? Tớ không dễ dàng gì mà khi giết quỷ lại chẳng biểu hiện một chút sát khí nào đâu. Khó lắm đa. Thì đúng là như vậy. Nếu mà ngươi chỉ dựa vào sát ý mà giáng một đòn cực mạnh thì ngươi cũng không thể nào chém đứt đôi cổ của con quỷ đó. Chà, Tanjiro đã ngộ ra chân lý rồi. À không phải, cậu ta đã nhớ lại cái chân lý mà chính Inosuke đã khám phá ra. Cuộc trò chuyện với thằng heo là một thứ ngu ngơ hết sức trẻ con. Mình biết chắc nó không hiểu gì, nhưng mình lại cảm nhận được trong đó mơ hồ có cái chìa khóa mà mình đang tìm kiếm. Liệu rằng có phải thằng Akaya đằng kia có thể cảm nhận được tinh thần chiến đấu của người khác nhỉ? Và cái thứ đó nó có giống cái gọi là sát ý hay không nhỉ? Chẳng lẽ đó là lòng quyết tâm chiến đấu với kẻ thù à? Ý hắn nói đến là thời gian bỏ ra luyện tập hay sao? Hay là cường độ tập luyện nhỉ? Nó có tương tự mình dùng mũi hít thấy mọi thứ không ta? Mà cái aura la bàn mà thằng quỷ đã úp lên, liệu mình có thể phá hoại nó không nhỉ? Và mình có thể phá hoại thức phá hoại xác của nó không ta? Trong thời gian suy nghĩ 1 tỷ thứ đạo lý trong đầu, thì cuộc chiến giữa hai kẻ kia vẫn diễn ra rất ư là dữ dội. Thoạt nhìn thì có vẻ ngang cơ, vì thủy trụ đã mọc được ẩn diệt quỷ. Nhưng thời gian chiến đấu kéo càng dài thì quỷ lại càng có lợi, vì chúng có thể hồi phục thể lực cùng thân xác của mình. Còn trụ cột thì méo có tuổi. Giyu đánh nhau với Akaya rất hăng, nhưng kéo dài thì không ổn lắm. Tanjiro quyết định tranh thủ sơ hở chơi trò đâm lén Akaya cho nó chết. Nhưng không vì đánh lén mà cậu lại quên đọc tên skill lẩm nhẩm trong miệng. Điều múa hỏa thân, viêm vũ. À, bố mày bắt quả tang được con cờ họ đã lén nhé. Đáng tiếc Akaya đã nghe được rồi. Dù là đang đánh nhau gay gắt với Tomioka, nhưng Akaya cứ như đang đùa khi có thể chích cánh tay cùng thời gian ra giận vui với Tanjiro. Hắn ta cầm lưỡi kiếm, quay thằng nhỏ vòng vòng như quay vé, cho nó hở sườn rồi đấm. Mặc kệ luôn gã thủy trụ đang ra chiêu tất sát ngay trước mặt. Hắn coi thủy trụ không ra cái phân lạng ký lô nào cả. Ôi nhục làm sao, đây không phải là chuyện để đùa, vì đùa rất là buồn cười. Mà cười thì bay lại không đọc nghiêm túc được. Tomioka thẹn quá hái giận. Anh ra hàng chục chiêu độc cùng một lúc, khiến Akaya phải bằng tay đỡ đòn. Đành thả lưỡi kiếm của thằng nhỏ kia ra cho nó đi ra ngoài coi tiếp. Ở bên ngoài cuộc chiến thì Tanjiro tiếp tục quan sát cùng suy nghĩ về đối chiến. Hình như có khá nhiều thứ nó liên quan đến nhau thì phải. Tinh thần chiến đấu, nam châm, la bàn, sát ý, bản năng, lãnh thổ tối cao, vùng đất bất khả thi. Ô đầu phọc, bố mày hiểu ra rồi nhé. Bố mày hiểu hết rồi. Xong mày rồi Akaya ơi.
Ngay lúc Tanjiro lại được bút ký ức luôn là một trong những kỹ năng mạnh nhất trong truyện này. Cậu ta nhớ về cha mình năm xưa, người có khả năng luyện tập thành thục điều múa hỏa thần, nhưng lại hẹo sớm do ho lao. À không, do suy nhược. Đây là hậu quả của việc có quá nhiều con đây mà. Ông ta nói cho thằng con về thế giới giác ngộ, về việc không tỏa ra sát khí khi chiến đấu, về điều múa hỏa thần. Thì ra không phải Naruto ngộ ra điều gì hết, cũng không phải thằng đầu heo kích cho cậu thông tuệ thêm điều gì. Cậu không đột phá hay tìm được thứ gì mới mẻ cả. Tất cả cha cậu đã dạy cho cậu từ lâu. Ký ức để quên bao nhiêu năm bụi đóng đầy, đến tận hôm nay kích hoạt skill bút hồi tưởng mới nhớ lại mà thôi. Đồ ngon thế này, Akaza tuổi gì chơi lại. Thì ra Tanjiro đã kích hoạt được thế giới giác ngộ ngay khi Akaza đòi đấm vào cơn sườn của mình. Hắn cho rằng may mà kích hoạt được thế giới giác ngộ nên mới có thể né được đòn đấm kia. Nếu không thì nát nội tạng đi chầu ông bà ông vãi rồi. Đến đây thì bay nghĩ rằng Tanjiro nó đùa tí thôi. Vì lúc nãy còn sung sức, thằng thường quỷ Akaza nó có đánh trúng được Tanjiro nhát nào ra hồn đâu. Đằng này là kích hoạt sức mạnh cả skill mới thì có trời may ra đánh trúng được. Cậu bé sau khi ngộ ra chân lý, lùi về phía sau để quan sát cuộc chiến. Ngay lúc cậu ta bị Akaza nắm kiếm, trong phút chốc cậu đã lạc vào thế giới giác ngộ. Có thể nhìn thấy tên quỷ ngay cả máu thịt bộ não cách cơ hoạt động để mà né đòn tiếp theo. Quả này nhanh trí đeo thêm kính mát để không cần nhìn xuyên sâu quá, xuyên mỗi quần áo thôi là được rồi. Các bạn biết cách làm rồi đấy, từ nay có thể tự ở nhà kích hoạt thế giới giác ngộ nhìn xuyên đủ thứ. Sau đó coi phim web nào cũng được, chứ không nhất thiết phải là xem web con mèo đen nữa rồi. Tanjiro mô tả rằng, để đạt được trạng thái này cậu phải đóng hết tất cả các giác quan lại. Cơ thể không hiểu sao mà chuyển động nhanh hơn cả lúc trước nữa. Nhưng hiệu ứng này đã nhanh chóng hết mất. Cậu dự định lợi dụng lúc hai thằng kia đánh nhau thì sẽ chú tâm kích hoạt lại kỹ năng này, rồi úp sọt Akaza ngay từ sau lưng. Tính mạng của Akaza giờ không được tươi sáng mấy khi Tanjiro bại liệt đã trở thành siêu Tanjiro, nhanh và mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng trận ngoài đó đâu phải là đơn giản đâu. Tụi nó đứng cách xa nhau nhưng muốn nội công bung rồng giải phượng tè lê tắc lét, nhìn vui vậy thôi chứ không hề đơn giản. Thằng nào cũng trọng thương nghiêm trọng cả rồi. Khác mỗi cái là Akaza hồi phục lại y như cũ được, chứ Ginyu thì méo. Hắn ta dù đã kích hoạt được ấn diệt quỷ rồi, nhưng trình độ vẫn không thể đu đưa cùng với Akaza. Đành vừa đánh vừa lầm bầm trong tức tối. Phốn loạn thật, cái nhát vừa rồi của méo thể xuyên qua cổ hắn vì nó quá nông. Sức mạnh thực sự đã chênh lệch nhau đến như vậy sao? Hắn ta mạnh thiệt sự, bất kỳ lúc nào mình tấn công thì hắn ta cũng nhận ra được và phản đòn chính xác tương tự luôn. Đau não dữ ta, hắn còn đoán được luôn những đòn tấn công sắp tới của mình. Thằng mặc quần này hắc à, thật là một con quỷ với sức mạnh không tưởng, rất xứng danh với chức thượng huyền tam. Mẹ, cho dù là vậy, hắn chỉ là một kẻ thích tàn sát, một kẻ đã vứt bỏ đi hết tất cả, trong đầu chỉ có đấm nhau thôi, thứ rác rưởi. Có vẻ như cưng đã xài hết các chiêu thức rồi ha. Ta xem nãy giờ cũng thỏa mãn rồi, không giỡn chơi nè. Ta sẽ đưa ngươi lên bàn thờ ngắm gà liền giờ đấy. Không ngờ ngươi vẫn còn trụ được đến bây giờ, làm ta ngạc nhiên lắm luôn. Ginyu giật cả cửa mình, vô thức chém kiếm xuống nhằm bặt bẻ đầu tên Akaza. Nhưng tốc độ này có vẻ như chỉ là một trò đùa của hắn. Hắn đưa cái cùi bàn tay ra đỡ kiếm, sau đó bật cái bàn tay lên theo hướng ngược lại, khiến lưỡi kiếm gãy đôi. Chà chà, thắng thua đã rõ ràng. Nhưng lúc Ginyu còn đang thắc mắc tại sao kiếm nó gãy, thì tên quỷ để cho ảnh ăn một thùi, xuyên từ lỗ rúng đến tận mấy cái đốt xương sườn sau lưng. Có vẻ như bàn tay đã xuyên qua bộ lòng rồi, nhưng Akaza lại có vẻ mặt bất ngờ đến như vậy. Thì ra không phải tay xuyên bộ lòng, mà hắn đã bị chặt một phát đứt ngọt cả cái bàn tay rồi. Ai đã làm cái trò mèo đã lén hèn hạ đó? Cái tay rớt bịch xuống đất với một nỗi an khuất không thể gọi tên. Thì ra chính là Tanjiro đã đánh lén hắn ta, mang tiếng danh môn chính phái còn chơi dơ hơn bàn môn tả đạo nữa. Người ta phe Fly đấm nhau một một chứng tỏ võ công bản thân mà tánh kỳ ghê. Nhưng Tanjiro có vẻ như không ý thức được nữa rồi. Mắt cậu không nhìn thẳng, mà cũng cóc thèm nhìn thằng nào cả. Có vẻ như cái lũ ở đây không còn xứng tầm với cậu. Nó vô tri lắm. Cả người cậu toát lên một vẻ nguy hiểm đến đáng sợ. Ngay cả thủy chủ cũng phải sợ hãi thay. Quắc đời con heo. Tanjiro đã cắt đứt lìa tay hắn ta khi hắn ta đang trong đà tấn công siêu tốc. Cái loại thở đó cũng không giống bất kỳ hơi thở nào mà mình đã gặp. Cả tóc và mắt cũng thay đổi luôn. Cũng may mà em ấy cứu mình thoát chết, không là bỏ mẹ rồi. Còn Akaza thì lập tức bị khớp bởi bản năng cơ thể dấy lên một sự nguy hiểm đến lạ kỳ không thể giải thích được. Từng tế bào trong cái cơ thể mình đều gào thét, và mình ngay lập tức lấy mạng thằng nhãi này. Rõ ràng có một cái gì đó bên trong nó đã thay đổi. Nó làm mình thấy tệ vãi. Chết mẹ mày! Trên chiến trường thì làm gì có thời gian để mà suy nghĩ như vậy. Thủy chủ nhân sơ hở tính lao vào tấp thằng quỷ này sấp mặt. Nhưng bản thân là cao thủ võ lâm, Akaza đập lúng sàn kích hoạt lại cái aura hình bông tuyết của mình để mà tung ra các kỹ năng mạnh bạo hơn nữa. Lần này hắn tính quánh không gian diện rộng, không chừa đường sống cho thằng nào quanh mình. Thực thức triển khai, trung thức thanh ngân loạn tàn quang.
Khi đối diện với đoàn này thì Tanjiro méo quan tâm ấy, có vẻ như mấy cái tia sáng nó chừa mình ra. Nhưng Ginyu thì nhảy loạn cào cào như kiến đốt bên trong quần mà không tiền gãi. Trời má, đòn tấn công này nhanh vật vã ra, lại còn mạnh hơn hẳn lúc trước nữa. Nổ như vậy là không ăn rồi, nếu mình xài kỹ năng lặn thì có thể né không nhỉ? Đấy là hình ảnh của những người bình thường như các bạn thấy. Chứ trong mắt Tanjiro đã bắt đầu kích hoạt lại thế giới xuyên thấu, hoàn chỉnh lâu bền rồi. Những thứ cậu ta nhìn thấy trong mắt đều khác hẳn đi. Cậu thấy phía bên trong lũ kia luôn, không phải là quần xì mà là cơ, xương, mạch máu, não bộ. Và biết được rằng họ sẽ sắp ra chiêu gì tiếp theo. Kinh khủng hơn nữa, những thứ trong trận chiến đó đều là cảnh chiếu chậm. Nhịp cơ thể của Tanjiro trong trạng thái vô cực đã nhanh hơn vô số lần với người bình thường rồi. Thật ra tốc độ cuộc chiến vẫn diễn ra rất nhanh. Cục diện nghiêng về phía Akaza khi tất cả những luồng sáng ban nãy đều tập trung hết vô người của Giyu. Giờ này thì dù có lặn hay là chìm gì cũng không thể chống trả nổi. Hiện tại anh ta đã ăn vô số đòn vào người. Nội việc còn sống đã là một kỳ tích rồi, chứ đừng nói là tiếp tục đánh nhau thêm nữa. Giờ anh ta chỉ có thể sống nhờ Haki sức mạnh tình bạn và Haki hồi tưởng quá khứ mà thôi. Ngươi thiệt là ấn tượng đó nha. Mỗi cái chuyện mà ngươi còn sống đến bây giờ thôi á, đã khiến ta giật mình mấy lần nãy giờ luôn đấy. Ngươi tránh được siêu nhiều đòn chí mạng của ta luôn. Nè ha, ta khuyên nè, đừng có lao đầu vô chỗ chết như Tanjiro hay là Kiyoyuro nè ha. Trở thành quỷ đi mà Giyu, rồi chúng ta sẽ mãi mãi có nhau. Mãi chém gió mà hắn ta không thấy được Tanjiro như một con zombie đứng phía sau lưng hắn. Có vẻ như hắn không nhìn thấy hay cảm được cậu ta nữa rồi. Có lẽ do cái lý do này nên các luồng sáng lúc này đã không tấn công Tanjiro mà tập trung hết vào Ginyu. Chà, giờ Tanjiro chỉ cần nhẹ nhàng phóng lên chặt đứt đôi cái đầu hắn là xong cái trận này rồi. Ginyu nhìn thấy điều đó, anh ta hết sức ngạc nhiên. Ủa, hắn ta không hề chú ý đến thằng Tanjiro đứng phía sau luôn. Quay, đợi đã, tại sao hắn lại không nhận ra chứ? Hạ hắn đi Tanjiro, âm thầm tiến đến và cho hắn đứt cái cần cổ khỏi ăn cơm đi em. Giết một con quỷ trong sự yên lặng nào. Akaza, bố mày chặt cái đầu mày xuống bây giờ đây. Trời, sao lại hét dữ thần cái thằng mặc quần ngân đầu này. Akaza giật cả mình, theo bản năng đưa tay vút mạnh ra phía đằng sau. Nhưng tốc độ này giờ đây không còn là cái đinh rỉ gì với Tanjiro cả. Cậu ta hét lên tỏ ý xem thường Akaza đó thôi. Tên quỷ cũng hoang mang ghê lắm. Nó còn sống ư? Lại còn khỏe mạnh đẹp trai đến như thế này nữa. Tại sao nó không chết dưới đòn tấn công lúc nãy chứ? Mà thôi, tao ơi đừng hoảng loạn, bình tĩnh nào. Thằng mặc quần này gà bắp thôi. Tí mình xài cái phá hoại sát lại châm là giết được nó ngay. Tinh thần chiến đấu của nó càng mạnh thì cái la bàn dưới chân mình là càng nhạy bén hơn nữa. Ủa sao mà cái mặt nó kỳ vậy? Cái biểu hiện đó là thái độ gì? Một thằng nhãi kỳ lạ, cứ như nó lại trở thành một con người hoàn toàn mới vậy. Nhưng tinh thần chiến đấu của nó biến đâu mất tiêu rồi. Nó không có một tinh thần chiến đấu nào cả. Là sao? Bình tĩnh tôi ơi. Nó đang đến rồi. Điều múa hỏa thần, tà dương chuyển thân. Wow, các bạn ơi, đây là một đòn đánh trực diện ngay trước con mắt của Akaza mà hắn ta lại không thể nào đỡ được, cũng không hề thể hiện một chiêu thức nào cả. Cứ vậy mà trơ mắt nhìn Tanjiro chặt đầu mình. Trong số tất cả những người xung quanh thì bản thân Akaza là kẻ hoang mang nhiều nhất. Tự nhiên bay nguyên cái đầu, cuộc đời ác quỷ của hắn ta sẽ kết thúc tại đây ư? Không thể nào! Ôi, ta năm nay đã mấy trăm tuổi rồi mới thấy trường hợp nó như thế này. Thằng nhãi này không hề có một chút đấu khí nào trên cơ thể. Dù là một đứa mới đẻ đi chăng nữa thì đấu khí cũng sẽ hiện ra quanh thân, dù nó cực kỳ mờ nhạt. Rứa mà thằng quỷ này đã làm nó bốc hơi không sót phát nào, giống như mình đang phải đấu với cục gạch vậy đó. Thứ lẽ ra không hề tồn tại để tấn công mình. Các giác quan trong cơ thể mình đang rối loạn vì thằng nhỏ này và cái la bàn nhà mình không thể phát hiện ra được nó. Mà thôi, lạc quan lên nào bản thân tao ơi. Trên chiến trường sẽ luôn gặp các tình huống bất ngờ, dù có là lần đầu tiên gặp phải đi chăng nữa. Phải sáng tạo ra cách để giải quyết bọn chúng. Mình có thể làm được, Bi ơi, đừng sợ. Cơ mà cái thằng mặt nồi này, trong phút chốc nó đã vượt qua tốc độ của mình sau khi nó lĩnh ngộ ra được điều gì đó. Thật nhục nhã làm sao, mình là đệ nhất võ thuật cái thế trong hàng mấy trăm năm liền, chỉ có thể bị thương trong những trận chiến thực sự xứng đáng mà thôi. Nhưng thằng nhã này đã có thể cắt lìa cổ của mình, đôi mắt nó không hề sợ hãi thù ghét nào cả, ngay cả sát khí cũng méo có. Thứ có thể nhìn được là đôi mắt của nó thật khác biệt. Đó chính là lãnh địa tối cao mà mình luôn mong muốn đặt chân đến đó sao? Nó chính là cõi Niết Bàn, cái thế giới vô ngã vô lối, thiên địa vô cực, nhàn thanh vô vi. Đấy, mình đoán có sai đâu. Mình luôn cảm nhận được cái con đường vô ngã độc tôn này, nó là cảnh giới cao nhất của võ thuật. Nhưng giờ không phải lúc để tâm đến đó nữa. Lo cho mạng sống thì hơn. Chưa đâu, mình vẫn có thể chiến đấu. Mình phải trở nên mạnh hơn nữa. Akaza sau khi mải mê nói nhảm diễn thuyết vô số đạo lý trong đầu thì cũng quyết định chiến đấu tiếp. Trong giữa cái trận chiến này, hắn dùng hai tay nắm cái đầu mình lại đặt khít vào cổ. Da thịt bắt đầu kích hoạt chế độ kết nối cho nó liền lại với thân xác, làm cho Tanjiro hoảng loạn đánh mất luôn cả trạng thái vô ngã của mình. Mãi mới chặt được cái đầu mà giờ nó làm trò con bò này, ai chơi cho lại chứ.
Giyu cũng toát mồ hôi hột. Dù đã tê liệt toàn thân tứ chi bại hoại, thà tàn chứ không phế. Nỗi sợ hãi đã kích hoạt sức mạnh cho anh ta, cầm nửa thanh kiếm gãy, vận dụng toàn bộ sức lực ném xuyên đầu thằng Akaya từ phía sau. Cái đầu chưa kịp liền lại đã phải bay đi trong ức. Trận chiến không thể kết thúc như thế này được. Mình phải trở nên mạnh hơn. Mình phải trở thành kẻ mạnh hơn bất cứ ai. Mạnh hơn nữa. Không may cho Akaya lắm, vì kiếm xuyên cái đầu này là Nhật Luân kiếm. Nó hấp thu rất nhiều ánh sáng mặt trời để có thể chống lại lũ quỷ. Cái đầu hắn ta dần dần phân rã trong không khí. Lúc này Tanjiro cùi mía mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đã cạn kiệt toàn bộ sức lực rồi. Đôi mắt đau nhói, toàn bộ cơ bắp đều tê dại. Đến thanh kiếm cũng không thể cầm nổi nữa. Ôi, hắn ta tan ra rồi. Chúng ta chiến thắng rồi, vui quá đi. May mắn làm sao, mình cũng không thể nhúc nhích được nữa. Nhưng ôi giời ơi, không, cái đầu Akaya tan biến chứ cơ thể hắn ta đâu có biến tan. Nó vẫn đứng nguyên thù lầu đó làm cho Giyu kinh ngạc. Cái thân đó chuẩn bị đạp vô đầu thằng Tanjiro bại liệt để kết thúc luôn cuộc chiến này. À không, do không đầu nên cái thân đó bị mù. Nó kích hoạt trận đồ ánh sáng hình bông tuyết để kích hoạt sức mạnh, chuẩn bị cho một trận chiến mới. Với tình trạng này, hắn dư sức mọc thêm một cái đầu mới. Ma, quỷ thì không kiệt sức. Hắn chuẩn bị mạnh như ban đầu, đánh với hai thần tàn tật này ngay trước mặt mình. Chết cụ mày! Ôi, chú lại quên hào quang như bầu chính của Tanjiro rồi sao? Cậu bé đã né được ngay lập tức. Nhưng Akaya xuất ngay một cái vào hông thằng lõi này khiến Tanjiro bay cắm đầu vào tường. Có vẻ như Akaya chưa phục hồi đầy đủ. Chứ thường thì một cú xuất này có thể khiến Tanjiro tàn xương nát thịt rồi. Akaya đã khắc phục được nhược điểm cái đầu. Bây giờ thì hắn ta có thể hùng bá thiên hạ rồi. Hắn ta lao về phía Tanjiro, quyết định cho thằng này nát bét. Tanjiro còn không đủ sức để thi triển bất kỳ cái gì nữa. Dù rằng cậu rất muốn. Oh, Giyu tàn tật trong giây phút lâm nguy lại bút thêm được một mớ sức mạnh. Thi triển thức thứ tư đã chiều, xoay một vòng nước xoáy chặn Akaya lại ngay trước mặt Tanjiro. Akaya bị chém thành nhiều khúc, nhưng rất nhanh hắn tái tạo lại cái rèn, còn hồi phục nhanh hơn trước nữa. Giyu hoảng sợ hoàn toàn, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. Cậu phóng nhiều chiêu liên tục vào cái xác này, dùng quá nhiều sức mạnh đã khiến cho cậu kiệt sức. Akaya cảm thấy điều đó, hắn bỏ qua Giyu và quay người lại tiếp tục tiến về phía Tanjiro. Cơ mà không biết thần lực ở đâu ra là khiến cho Giyu đứng lên được. Cậu ta lại tiếp tục thách thức Akaya khiến hắn ta động lòng. Ngay lúc này đây, Akaya kẻ mạnh nhất hiện tại ở khu vực này đây bắt đầu bị những đòn thông não hạ gục thay vì sức mạnh hay kỹ thuật chiến đấu. Hắn ta bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tinh thần bất khuất của Tomioka, rồi những lời đạo lý ban đầu của Tanjiro đã bắt đầu ngấm. Tâm thức của Akaya từ từ tràn ngập hình ảnh của quá khứ. Tiến lên đánh Tomioka thì ảo ảnh của cô vợ hiện ra bắt đầu kéo dò. Dù đầu anh ta sắp mọc là đến nơi rồi. Đoạn phim quá khứ bắt đầu quay, ảo cảnh quá khứ dần dần níu kéo Akaya, khiến tâm trí hắn thay đổi. Tanjiro đột ngột tỉnh dậy khi nhìn thấy Akaya đã mọc lại được một nửa cái đầu và bắt đầu sử dụng phá hoại sát lên người Tomioka đang bị tiêu diệt. Hào quang nhân vật chính một lần nữa tỏa ra, khiến cậu từ bại liệt vô lực sang dạng thần lực vung dậy phá vỡ bức tường mà mình bị mắc kẹt để mà tấn công Akaya. Điều này khiến Akaya ngạc nhiên không biết thế méo nào. Tanjiro lại bút điều múa hỏa thần cháy cả kiếm đòi chém đòi giết Akaya, nhưng máu trơn quá, ngón tay cậu đều vô lực không thể cầm nắm kiếm, khiến cái kiếm của cậu rớt hẳn ra ngoài. Còn thở là còn gỡ, cậu lại bút sức mạnh nắm chặt bàn tay lại đấm hết cỡ vào mồm Akaya, khiến khuôn mặt của hắn trở nên méo xệch. Điều vãi, đây là da thịt của con quỷ cứng hơn cả hàng ngũ rui sao? Sao bị một đấm méo mồm như thế này? Trong giây phút lẹ ra đấm chết to cả hai thằng diệt quỷ đó, thì ảo ảnh lại hiện lên dạy đạo lý cho Akaya, khiến hắn xác định được mình nên giết ai rồi. Tanjiro thấy Giyu ở gần, liền kéo anh ta bay xa khỏi tầm đánh. Nhưng Akaya không có ý định như vậy. Bay nghĩ hắn ta đang lo lắng rằng giết hai thằng này thì chuyện nó kết thúc lãng xẹt thì sao? Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Akaya bay lên trời dùng toàn bộ sức mạnh diệt thức tự đấm vào cơ thể mình đến mức không thể tưởng tượng được. Ngay sau đó, cơ thể Akaya nát bét bèn bẹt, thịt nát xương tan, dù là quỷ cũng khó bề chịu nổi. Nhưng hắn là thượng tam kia mà, giá thịt lại hồi phục gần như ngay lập tức. Hắn muốn chết kia mà, sao mà cơ thể lại như thế nhỉ? Người thân là hiện ra an ủi hắn đi chết đi. Nhưng kẻ xuất hiện cuối cùng trong ảo mộng lại là Muyan. Ông ta là người có kết nối tâm linh với Akaya, chắc đã nhận ra điều bất thường rồi. Anh ta núm đầu Akaya và bắt đầu thuyết phục. Akaya lại nhớ lại mục tiêu của mình. Hắn muốn mạnh hơn nữa. Quan trọng là giết hết tất cả. Thắng thua một ván đâu có nghĩa lý gì. Akaya ngay lúc đó đã hồi phục lại đầy đủ cơ thể. Đúng rồi anh ơi, với cụ tụi nó đi anh, bay mệt rồi. Gì mà quay xe 30 lần rồi mà chưa hết, nhây quá chừng quá thể anh ơi. Được tin anh khỏe lại, bay mừng lắm. Bỗng nhiên, lại có một bàn tay giữ lấy đầu của Akaya. Đó là một bàn tay phụ nữ. Gì vậy má, lần này lại là con vợ của Akaya. Ủa sao nhây vậy các bạn?
Con vợ xuất hiện trong tâm hồn đứng ngay trước mặt Akaya, trong khi đó Muya liên thông trực tiếp thì đứng phía sau lưng trong bóng tối, nhìn thằng Akaya này gằn giọng trong tức tối mà chẳng làm gì được cả. Akaya coi chồng gái hơn cả sức mạnh tình thầy trò tình cha con. Đấy, những cái ở chơi có thuyết phục được hắn ta bằng em này đâu. Làm quỷ sang thế giới bên kia rồi mà còn ham hố. Anh hùng khấu à, ai mỹ nhân. Akaya đã hoàn toàn buông bỏ, thân xác vừa được hồi phục hoàn thành, chỉ vì đã mất ý chí mà dần dần tan rã trong không khí. Trận này Tanjiro và Tomioka đã chiến thắng một cuộc đấu đạo lý rất ngoạn mục và hợp lòng người và rất là nhây. Chắc có mỗi mình bay thấy cay lắm. Các bạn thì thế nào? Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chăm cam.